Sáng ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin chính thức về vụ cháy ngôi nhà 2 tầng tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, khiến 3 người tử vong. Theo cơ quan công an, khoảng 3 giờ 41 phút ngày 16 tháng 6, lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện tầng 1 của ngôi nhà 2 tầng với diện tích mặt sàn 50m2. Trong phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc. Sau khi nhận được tin báo lúc 3 giờ 49 phút, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang huy động 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 4 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 3 người tử vong, gồm chị Đào Thị Hát, sinh năm 1982, chủ nhà, anh Nguyễn Văn NG, sinh năm 1977 và cháu Lương Anh N, sinh năm 2016. Về tài sản, một xe máy, một máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt gia đình tại tầng 1 của ngôi nhà bị thiêu rụi. Lực lượng công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thảm khốc nhất là vụ cháy nhà trọ trong con ngõ sâu trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào rạng sáng ngày 24 tháng 5. Vụ cháy khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ và là trụ cột gia đình. Hay tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 2, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Cách Mạng tháng 8, phường 15, quận 10 khiến 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng.